chung chung quân đi như sớm, lớp lớp đoàn quân tiến về. Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố. Chung chung say trong câu hát, lớp lánh người lê sáng ngời. Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về. Buổi lễ khai mạc chương trình Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề Dấu son Hà Nội. Chương trình được đầu tư dàn dựng công phu với nhiều tiết mục hấp dẫn đặc sắc, ghi đậm dấu ấn trong lòng người dân và du khách. Chương trình Những ngày Hà Nội ở thành phố Hồ Chí Minh là một cái chương trình rất là ý nghĩa, tình cảm rất là sâu sắc giữa thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi là những người phối hợp làm chương trình thì cảm nhận được cái tình cảm rất là sâu sắc của các anh chị Hà Nội khi mang cả không gian Hà Nội vào với thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho người dân thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận gần gũi và thấy được Hà Nội gần với mình hơn. Những ai có điều kiện ra Hà Nội rồi thì thêm yêu Hà Nội, những ai chưa có dịp gặp Hà Nội, chưa có dịp đến Hà Nội sẽ yêu Hà Nội hơn thông qua hình ảnh đất người, ẩm thực và văn hóa Hà Nội. Để tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ các vị lãnh tụ kính yêu, chiến sĩ, anh hùng cách mạng đã tham gia chiến đấu, hy sinh quên mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến thăm bảo tàng, dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, di tích trại giam bệnh viện Chợ Quán nơi đồng chí Trần Phú hy sinh, thăm và tặng quà cho 70 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tham gia giải phóng thủ đô hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ và tiềm lực vị thế như ngày nay. Và xin thưa rằng, chiến tranh gian khổ ác liệt là nó là thế đấy. Chúng tôi là những người cựu chiến binh trong quân đội anh hùng, một dân tộc anh hùng, quyết giữ gìn phẩm chất của mình, của anh bộ đội Cụ Hồ. Khi chiến tranh hay khi hòa bình vẫn trọn vẹn tấm lòng với đất nước, xứng đáng với đồng đội đã ngã xuống cho đất nước hòa bình tự do vào ngày hôm nay. Trong không khí những ngày giải phóng thủ đô, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của hai thành phố đã dành thời gian thăm và tặng quà cho chúng tôi. Trong khuôn khổ những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như khai mạc trưng bày Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, di sản cho mai sau và văn miếu Quốc Tử Giám, tinh hoa Đạo học Việt Nam. Thông qua trưng bày triển lãm, thành phố Hà Nội mong muốn giới thiệu tới khách tham quan và công chúng thành phố Hồ Chí Minh những di sản quý giá của Thăng Long Hà Nội, đặc biệt là những di sản được UNESCO vinh danh. Hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khai mạc triển lãm Văn miếu Quốc Tử Giám ươm mầm khát vọng hiện tại. Triển lãm giới thiệu đến các thầy cô giáo, các em học sinh và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nét đẹp sâu lắng về một Thăng Long Hà Nội, về một Văn miếu Quốc Tử Giám, biểu tượng cho tinh thần và trí tuệ Việt, với các hoạt động giáo dục di sản và những trải nghiệm thú vị. Trong những cái ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi cho rằng đấy là một cái tăng cường thêm cái mối quan hệ nghĩa tình sâu nặng giữa thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước đối với thành phố Hồ Chí Minh, đối với miền Nam ruột thịt của chúng ta đã kiên trung bất khuất anh hùng và đã giành được cái độc lập thống nhất non sông về một mối. Và những cái hoạt động như vậy là cái dịp để giới thiệu với nhân dân cũng như là đông đảo du khách và kể cả trong và ngoài nước ở trong các cái không gian như vậy thể hiện đậm cái nét của Thăng Long Hà Nội, không chỉ của truyền thống 1.000 năm, hơn 1.000 năm vừa qua đã qua, mà còn muốn nói những hiện tại của thủ đô Hà Nội và hướng tới tương lai. Đối với không gian sản phẩm làng nghề, hàng nghìn sản phẩm của nón làng Chuông, quạt làng Vác, lụa Vạn Phúc, sơn mài Hạ Thái, mây che đan Phú Vinh, gốm sứ Bát Tràng đã được người dân, du khách mua sắm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tạo ra một cái điểm kết nối du lịch, kích cầu giao thương như này để bà con trong và ngoài nước đến rất đông mua sắm những sản phẩm của các nghệ nhân làng nghề ở thành phố Hà Nội mang vào, đều phấn khởi và hân hỉ.
Không gian quảng bá du lịch hàng ngày thu hút đông đảo du khách đến tìm hiểu các tour đặc sắc của Hà Nội như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Làng Cổ Đường Lâm, Tinh Hoa Bắc Bộ. Kết quả hoạt động có gần 1.000 đăng ký tour đến Hà Nội tham quan. Tôi cảm thấy là đây là một chương trình rất là hoành tráng và cho tôi hiểu thêm về Hà Nội, những cái nét đẹp của Hà Nội và biết thêm nhiều về Hà Nội hơn, về văn hóa, về con người Hà Nội. Tôi đi ở ngoài Bắc Giang, đi vào đây du lịch thì gặp Hà Nội thu nhỏ ở trong lòng Sài Gòn này, thấy rất là đẹp và văn minh lịch sự. Cũng mong sao có nhiều cái chương trình như này để giao lưu văn hóa giữa Hà Nội và Sài Gòn, quảng bá được cái nét văn hóa của Hà Nội. Không gian tinh hoa ẩm thực Hà Nội, đặc sản Hà Nội với hơn 30 món ăn nổi tiếng đặc trưng đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới thưởng thức mỗi ngày. Hai thành phố cũng tổ chức thành công hoạt động giao hữu thể thao với sự tham dự của khoảng 2.000 người, kín các khán đài nhà thi đấu Nguyễn Du, Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1. Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức thành công chương trình nghệ thuật giai điệu trẻ với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên trẻ, đoàn viên thanh niên hai thành phố, thu hút hàng nghìn người xem. Chương trình thể hiện sức trẻ và tinh thần gắn kết tiên phong sáng tạo giữa tuổi trẻ thủ đô và tuổi trẻ cả nước. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho nhiều tập thể và cá nhân đã có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức chương trình Những Ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Chương trình Những Ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ ý nghĩa mối quan hệ hợp tác toàn diện, làm sâu sắc hiểu biết, thắm tình cảm, tình đoàn kết gắn bó nghĩa tình giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai thành phố. Chương trình Những Ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi quý vị đại biểu, người dân và du khách. Chương trình đã khép lại nhưng mở ra nhiều cơ hội hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.